nữ cường, Sở Kiều Triệu Lệ Dĩnh xinh ngây ngất với tạo hình cực quyến rũ. Vào vai Sở Kiều trong bộ phim cổ trang đình đám Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh liên tục gây bất ngờ cho khán giả bởi hình tượng đậm chất nữ cường. Tuy nhiên bên cạnh đó, Sở Kiều vẫn làm say đắm khán giả ở bất cứ khung hình nào nhờ vẻ đẹp cuốn hút, đặc biệt khi cười, Sở Kiều đẹp đến nao lòng. Mới đây, Sở Kiều Triệu Lệ Dĩnh lại khiến biết bao trái tim người hâm mộ phải thổn thức bởi tạo hình hết sức quyến rũ và dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ thường thấy của cô nàng trong bộ phim đình đám.